tịch là gì? Học sinh ưu tú đó, học sinh năng khiếu. Charles là một học sinh năng khiếu lớp mấy đây? Khối mấy? Khối 7. Rồi, ở đâu? Ở trường gì? Quốc tế, international, quốc tế. Với hơn bao nhiêu học sinh? Hơn 800 học sinh ở độ tuổi từ bao nhiêu cho tới bao nhiêu? Từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Từ 11 tới 15 nè. Nhìn vào đây. Nó còn có cái gì? Con, chị cô. Nó còn có modern gì? Modern gì? Có chưa? Rồi, to nữa thì nhìn nó hết cả màn hình. Nè, em rồi. Thấy không? Tắt vào một phát, bà đang vào. Hỗn hợp. Rồi nó còn có gì? Modern facility là cái gì? Cơ sở vật chất hiện đại. Và well qualified teacher là gì? Giáo viên trình độ cao. Giáo viên. Cái mà cung cấp cho Charles và bạn bè của anh nó những cái gì? Cái best, cái the best learning condition là gì? Điều kiện học hành tốt nhất. Ok. Rồi, Charles có một Charles có một cái gì? Cái great passion, một sự đam mê với khoa học. Phải không? Một đam mê với khoa học. Anh ta thích làm những cái gì? Experiment là thí nghiệm, thú vị. Anh ta thích làm khủng. Anh ta thích làm những cái thí nghiệm thú vị ở trong cái science lab này. Là phòng gì? Phòng thí nghiệm khoa học. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Anh ta thấy những cái thí nghiệm này về gì? Về gì? Anh ta thấy những cái thí nghiệm về gì? Electricity là về gì? Điện và ánh sáng thì hữu ích và thực tế nha. Useful là hữu ích và practical là thực tế. Phòng máy tính còn là một cái nơi mà anh ta thường tới sau giờ học nha, để mà tìm kiếm thông tin cần thiết về sự an toàn, về những thí nghiệm an toàn, về những thí nghiệm funny, về những thí nghiệm simple là đơn giản trên internet. Anh ta còn làm rất nhiều dự án về khoa học với bạn ở đó. Với sự nỗ lực tuyệt vời, anh ta hy vọng rằng anh ta sẽ trở thành một nhà khoa học trong tương lai. Thấy nó học ghê chưa? Phải như mình đâu nhờ. Rồi câu 1. Cái đoạn này, cái bài này chủ yếu nói về cái gì? Câu A. An international school with hundreds of students. B. A gifted student dream. C. A good learning environment for a gifted student. Câu A là một ngôi trường quốc tế với hàng trăm học sinh. Câu B. Giấc mơ của một học sinh năng khiếu. Câu C là gì? Môi trường học hành tốt dành cho học sinh mà năng khiếu. Cô nghĩ là câu nào đúng? Không biết. Cái nào đúng? B hay C? Cái nào dài nhất chọn đó. B hay C nhỉ? À. Phải là môi trường thì đúng hơn, phải giấc mơ đâu. Nó đâu chỉ nói về giấc mơ chỉ có xíu này thôi nha. Còn đây là những cái điều kiện học hành tốt cho học sinh ưu tú này. Câu số 2. Ai đã giúp George tiến hành những cái thí nghiệm khoa học ở trong phòng lab? Câu A, George teacher. Câu B, George partner. Câu C, George classmate. Ai hướng dẫn nó? Ai hướng dẫn nó nhỉ? Dưới sự hướng dẫn đây. Đây, nhìn thấy cái guidance of his teacher chưa? Vậy thì chọn ai? Chọn giáo viên nghe chưa? Có cái miệng đâu nhỉ? Giảng vậy mà không biết nữa thì con là IQ dưới 50. Câu 3. What the child think about the science experiment? Kêu bố mẹ đi khám chứ sao? Charles nghĩ cái gì về cái science experiment? Nghĩ cái gì? Câu A, nó xây là nó an toàn và nó thực tế. Câu B, nó hữu ích và thực tế. Hữu ích thực tế. Đúng rồi, nãy cô giảng rồi. Câu C, nó hài hước và thực tế thì chắc chắn là chọn câu B rồi. Nó hài hước. Câu 4, hài hước là nó đi lên mạng nó tìm những cái thí nghiệm an toàn, hài hước và đơn giản. Rồi câu 4 nào. Cái từ đe ở hàng 11 có nghĩa là gì này? Mình tìm cái từ đe ở hàng 11 này. Đe ở hàng 11 là từ nào? Không phải. Hai. Ủa sao lại hàng 11? Đe đâu ta? Đe là ở đó đâu? Đâu? Đe đây. Đe này có nghĩa là gì? Nào, cô dịch cái câu này. Anh ta còn làm rất nhiều dự án khoa học với bạn anh ta ở đó. Ở đó là đâu? Mình phải đọc câu trước. Phòng máy tính còn là một nơi mà anh ta thường đi tới sau giờ học để mà tìm tòi những cái thông tin cần thiết về những thí nghiệm an toàn, hài hước, thú vị, đơn giản trên internet. Anh ta còn làm nhiều cái dự án, nhiều cái bài project á, môn khoa học với bạn bè anh ta ở đó. Vậy là phòng gì? Phòng máy tính, computer room, nhớ chưa? Này đi ra ngoài kia chơi cho tôi. Câu số 5. Không phải, học sinh lớp 5 á.
Tới sớm ạ. How can he achieve his dream of becoming an a scientist? Anh ta đã gặt được, gặt hái, anh ta có thể gặt hái giấc mơ của anh ta trở thành một nhà khoa học bằng cách nào? Câu A, try his best, là cố gắng hết sức. Câu B, đọc nhiều sách về vật lý. Câu C, xem những chương trình khoa học trên TV. Phải là gì? Nỗ lực này, con thấy cái từ nỗ lực này con đọc không? Với sự nỗ lực tuyệt vời ấy, to lớn của anh ta, là anh ta hy vọng anh ta sẽ trở thành, tức là nó sẽ cố gắng hết sức của nó, tự bản thân nó cố gắng thôi. Ok chưa? Rồi xuống bài dưới này, ngồi mà khen nước của cô, cho em lấy nước trà nhiều đường. Rồi last Sunday, bây giờ điền nhá, mình tự điền nhá con. Em last Sunday em không học nữa đâu, bố quá. Nó đốt cô rồi, đốt con đâu? Để cô chứ. Last Sunday Nam và nhiều, tức là chủ nhật tuần trước, Nam và nhiều bạn bè của anh ta chấm 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 một cái hội chợ sách ở cái khu phố của anh ta. Vậy đây là gì? Tham gia là gì? Try đúng không? Try và quá khứ là ed. Một cái hội chợ sách ở cái neighborhood của anh ta. Cái hội chợ sách này là một cái hành, một cái hoạt động từ thiện thường niên với gì? Với cái mục tiêu là thu gom tiền bạc và thu gom những sách đã qua sử dụng và quyên góp chúng cho là gì? For poor students, trong cộng đồng của anh ta, học sinh nghèo á. Giống như những người bạn khác thì Nam đã quyên góp một ít sách đã qua sử dụng, sách khó khoa, student book là sách giáo khoa nha. Sách học sinh chứ cô. Sách học sinh, sách giáo khoa đó. Khác. Đã qua sử dụng và mua một ít sách tiếng Anh, một sách truyện ngắn tiếng Anh, truyện tranh và những tiểu thuyết tiếng Việt. Trần Ngọc Hà đâu cô? Anh ta hy vọng cô, anh ta. Trần Ngọc Hà đâu cô? Trần Ngọc Hà là ai? Ông ăn chặn đó, mình một thằng cu ăn một cái mì á. Rồi. Anh ta hy vọng anh ta có thể đóng góp nho nhỏ cho cộng đồng của anh ta bằng việc làm này. Đe gì? Nào, còn có những cuộc thi thú vị nào, competition số nhiều như này, đe I hay đe A, nhìn đây. Đe rồi, đe A. Quan trọng có nhìn thấy chữ sờ đây không? Nha, còn có những cuộc thi thú vị trong hội chợ sách này, ví dụ như là trả lời các câu hỏi về những quyển sách nổi tiếng, soạn tức là sáng tác thơ, giải quyết những cái tin nhắn code, những cái mã code nha. Rồi cái gì nhận được những cái món quà khác nhau, người chiến thắng là gì? The winner đã nhận được những món quà khác nhau, giống như là những cái tấm thiệp handmade, những con gấu bông cute và những cái đồ dùng học tập khác nữa. Không may thì Nam chả chiến thắng trò chơi nào cả, nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất là vui. Nhưng là gì? Bớt. Rồi ok, xuống bài viết nào, đọc cho cô viết cho. Đó này, suy nghĩ, mở to mắt ra đọc nào. Căng con mắt lên mà đọc vầy. Giống cái câu của thằng Đàm Vĩnh Hưng ha. Căng con mắt. Căng con mắt ra đọc kìa. Ông thằng này nhớ người yêu à? Có người yêu chưa? Đã biết yêu chưa? Câu nào đầu tiên con? Sư gọi mẹ tới nhá, để mẹ ngồi sau cho có động lực. Nhìn vào đây. Ơ cái thằng này. Đọc đi con. Mai gì? Mai gì? Có học không hay là nghỉ? Học hay nghỉ đây? Đúng quả rồi, cái đầu hơi bị nóng đó. Mai gì? Bên bị đau mà cô. Mai gì con? My brother nào, luôn luôn à? My brother, con suy nghĩ tiếp. Order. Always, luôn luôn gì? Luôn luôn học. Order. Học cái gì? Học pizza. Học cách làm pizza hả? Luôn luôn muốn học cách làm pizza. Ok, always nào. Always to learn. One to learn. Learn. Learn có không? Learn có. How to make pizza. Có chữ ở. To pizza. How to make pizza. Chu đâu có. Hai chú chu trước rồi. Có. Hai chú hả? Chu đây và chu đây, hiểu chưa? My brother always want to learn how to make pizza. Rồi, tiếp nào. Câu tiếp theo. Thách gì? Tắt photo. Sunburn này, mang dù theo hoặc là bạn có thể bị cháy nắng đấy. Nào, thách là mang. Thách, mang dù của bạn là gì? Your umbrella. Hoặc là you gì? My get sunburn. Ok. Rồi, tiếp theo con. Câu số 3 nào. Câu số 3 đọc cô nào. Chúng tôi sẽ đứng đầu câu, viết hoa đứng đầu câu. We, chúng tôi gì? Chúng tôi thường, often, thường làm gì? Giúp đỡ trẻ em vô gia cư với quần áo và đồ ăn đúng không? Often help gì? Help gì? Homeless kids. Kids là những đứa trẻ đó. Wood nhá. Wood gì? Food and clothes.
Con hiểu không? Đi thi mà chúng này có làm được không? Bây giờ con có làm đâu? Cái mỏ cũng không mở ra luôn. Câu tiếp theo, đây đứng đầu câu đọc đi. Có trà sữa không cô? Trà sữa hết rồi, chưa kịp mai. Mai có đi học đâu? Thứ mấy qua đây cô cho. Rồi giờ cho chứ. Cho. Bây giờ không có cái gì hết á. Đây gì? Nước suối cũng được. Nước lọc không? Nước trà. Nước đây gì? Em muốn nước suối. Đây gì? Làm được câu này tặng em. Đây à. Đây à. Playing. Playing cái gì? Hoặc là đang chơi, chơi cái gì? Music. Pop music chứ. Nhạc pop, gì nữa? Ở đâu? In. In the. In the gì? School. Đấy, tăng quà rồi. Đi. Dẹp đi. Đây à, playing. Tiền thì có chứ không mang kiểu mua lắm nào. Ngoan sợ hồi chùa. Máy. Máy. Đây à, playing pop music. Em mang làm gì có? Có. In the school. Máy học online mà em gửi tiền qua cho. Không. Rồi câu tiếp theo. Mà có ăn là buổi tối thì nói. Ok. Rồi Tina sao? Tina cần. Tina cần cái gì? Cần đâu? Cần cho tôi nào? Cần cho tôi nào? Cần. Nick. Tina cần. Cần cái gì? In. Tina cần một ít gram. Bột để làm bánh. 500g. Rồi Tina cần 500g. 500g gì? Ốc floor. Rồi. Gì nữa? And. Để làm bánh. And đâu? Làm gì có and? Chu. Chu mất gì? Chu mất cây. Thiếu thiếu mắt xăm để đâu? Để làm vài cái bánh. Ok chưa? Rồi, nhiệm vụ này là viết cái gì? Con có yêu cô giáo có yêu cầu viết đoạn văn không? Viết một cái email gửi cho bạn của con á, 80 từ nhá, để nói về sự kiện cho học sinh. Bỏ qua, qua bài này phát âm mà. Con đọc đi. Popular, control, the rock con chọn cái nào? Popular control. Và the rock giống nhau, control nhá. Tiếp theo, opportunity. Originate, volunteer. Volunteer. Originate, volunteer. Volunteer, cái này pha cha phiên âm quốc tế thôi. Trời hả, cô dạy chết rồi. Cha tao còn coi nè. Cô dịch nó coi. Có cái gì? Opportunity. Opportunity này. Đây. Upper, upper này. Upper là chữ O, O. Thấy không? Opportunity. Rồi tiếp theo từ gì nữa? Từ gì? Cái chữ A nhé, originate và volunteer là chữ O. Này, cô cho con coi volunteer nó khác này. Originate này. Mình, câu khó mình phải tra để mình nhìn. Originate, đây. Thấy chưa? Originate. Và volunteer này, volunteer. Volunteer, volunteer, con chọn con nào? Nãy giờ coi ba cái rồi, chọn cái nào? Cô bảo. Volunteer, volunteer. Ngủ xí nhá. Volunteer. Volunteer, chọn cái nào vậy? Volunteer. Sai rồi. Sai rồi. Originate, originate, nhớ chưa? Rồi, phát âm đi mà không làm được thì ăn nắm đi. Nào, phát âm đi cho tôi. Bảo. Bạn lấy từ lên có. Nào, donate thêm đi. Đọc là donate gì? Donate gì? Hả? Donate, đọc lần thứ ba nó chỉ có ba cách thôi mà con đọc lần thứ ba mới đúng thì làm sao? Pass gì? Phải, chó sủa xôn xao khắp phố phường đọc là gì? Rồi cúc là chó sủa xôn xao khắp phố phường. Donated, nhớ đấy. Tiếp theo, midterm, pepper và prefer. Rồi ờ với ờ, nào nhìn, liếc mắt cái coi. Midterm là chữ ờ, pepper là chữ ờ và prefer là chữ ờ, về khoắn cái nào? Rồi. Số bài dưới liên quan đến cái gì đây? Work form. À, so, thì. Chia thì con. Thì hiện tại đơn. Hiện tại tiếp diễn và thì quá khứ đơn. Con có hiểu, con có nhớ bài không? Nào. Lan luôn luôn là thì gì? Usually, khi mà con thấy usually là thì gì? Luôn luôn, một hành động xảy ra hàng ngày là thì gì? Đơn. Hiện tại đơn. Lan là chủ ngữ xuất nhiều hay ít? Nhiều. Cả tên dưới dưới. Lan! Chủ ngữ xuất nhiều hay ít? Cả từ dưới tên Lan. Hả? Đang nói trong trường hợp này Lan là chủ ngữ số nhiều hay ít thì động từ chúng ta phải làm sao? Tiêu tờ phải làm sao? Rồi tiêu tờ có tập trung không? Có thằng kia không cho nghỉ đi khỏi học nữa. Yeah. Rồi ra ngoài kia chơi khỏi học. Yeah. Câu số 2. Okay, con gọi mẹ phải xin phép trước khi nghỉ phải xin phép mẹ để cô gọi cho. Thôi. Cô gọi mẹ nhá để nghỉ vì thằng Bảo nó bị đau đầu. Đó, đau bụng, đau đầu, đau mông. Để chọn đau cái gì? Đau răng, đau tai, đau mắt, đau mỏ.
đau hết cả người. Giờ gọi mẹ đúng không? Đi khám đúng không? Đi cấp cứu. Sắp chết rồi. Rồi để gọi ở IE cấp cứu này. Con có biết bệnh gì không? Tay bị bệnh gì không? Bệnh lặng nan y khó chữa, lười kinh niên, lười lâu năm, không chữa được. Không thuốc nào chữa, thuốc nam cũng chịu, thuốc bắc cũng chịu, giờ thuốc tây cũng chịu rồi. Ai? Rồi, không biết có cái thuốc gì mà chữa bệnh lười ấy, nhiều người bị bệnh này lắm. On way là gì? Dấu hiệu của thầy gì? Hiện tại đơn. Hiện tại đơn, chủ ngữ số? Nhiều nguyên. Kiểu người số ít F. Rồi trong trường hợp này chủ ngữ là gì? S vào. Ra thì thêm gì? S. Rồi blasphemer thì gì? Blasphemer quá thứ. Rồi volunteer phải làm sao? Câu tiếp theo usually là thì gì? Bài học luôn luôn bắt đầu vào lúc 8 giờ nhưng hôm nay nó trễ hơn 15 phút. Rồi thảo tiếp diễn usually mà sao tiếp diễn? Rồi hiện tại đơn. Star thêm gì? Bài học là chủ ngữ số ít, vậy star phải thêm servo. Rồi câu số 5 này, what are you doing? Bạn đang làm gì vậy? Con Anna nó trả lời, tôi đang gom giấy để trao đổi lấy cây. Đang thu gom giấy, đi gom ve chai. Vậy là thì gì đó? Khi mà một đứa nó hỏi là bạn đang làm gì vậy thì làm sao? What are you doing? Thì ở dưới phải trả lời thì gì? Thì gì? Hiện tại đơn, hiện tại tiết diễn hay quá khứ đơn? Chia sao? Chủ ngữ là ai thì phải sao? Phải A hay I hay A? Am collecting nhớ chưa? Đấy, đóng lại được 5 cho nó tiện hả? Phải gọi một cuộc gọi nhỉ? Rồi câu 6 đi. How many F? How many? Trời ơi. Con đi học hay đi chơi đấy? Đi học chơi. Có đứa nào mà học sinh như thế này không? Trời, cô giáo thì ngồi làm bài cho nó, còn nó nằm bẹt ra đó. Có chứ cô. Chết thật à. Trời ơi, chết thật đấy. Rồi câu 6 đi. How many eggs do you need for this cake? Chúng tôi cần rất nhiều. Bây giờ thì tại đơn thôi. Tôi cần rất nhiều trứng thì nói sao? Cái từ we là chủ ngữ rồi, need phải làm gì? Need nhiều nguyên. Rồi need tự nguyên thì tại đơn nhá. Rồi câu tiếp theo này, yesterday afternoon là thì gì? Căng cái mắt ra mà nhìn, yesterday afternoon là gì? Yesterday thì gì? Quan trọng là afternoon là buổi chiều, còn yesterday là gì? Hôm qua. Ngày hôm qua thì gì? Câu hỏi, câu nghi vấn, vậy làm sao? Đấy đấy đấy, câu nghi vấn chị hai nhìn vào đây giùm tôi cái. Chị bảo V2. Không phải V2, bởi đây là câu nghi vấn thì con phải mượn cái gì để ở chỗ này? Để cái gì ở đây? Do you? Quá khứ mà. Quá khứ hả? Gì đấy cơ? Do là hiện tại, quá khứ là xài trợ động từ gì? Did. À, đọc. Đọc đi. Did you? Swim có phải quyền được con hai không? Không. Tại sao? Không làm cho. Tại vì did đằng trước rồi nên sao mà chuyển. Rồi sang câu số 8 này. Bọn trẻ đang chạy vòng quanh vườn, bọn chúng nhìn rất là vui, rất là hạnh phúc. Rồi, hiện tại khi mà cô dịch là đang là thì gì? Bọn trẻ đang chạy là thì gì đó? Đang rồi chia coi, chia đi. The children là nhiều hay ít vậy? Xài am hay y hay a? Nhìn vào đây má ơi. A. A gì? Dân gì? Chữ n gấp đôi không? Có. Rồi câu số 9 nhìn vào đây. Căng con mắt ra mà nhìn này, cái thứ gì đấy? Truman the goal nghĩa là gì? Cách đây 2 tháng. Quá khứ. Ờ, cách đây 2 tháng. Nào, grow chuyển thành gì? Grow. Rồi tiếp theo, Mai không có quyển sách tiếng Pháp nào cả, cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ mua một ít. Hiện tại đơn đây, không có. Hiện tại đơn Mai không có. Nhanh. Mai không có làm sao? Mai không có thì hiện tại đơn. Có nó thì phải làm sao? Hiện tại đơn. Cái gì? Không 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 không, chờ động từ ở hiện tại đơn là cái gì? Đơn. Mai là sai gì? Mai sai ấy. Hả? Dỡ mai sẽ đưa. Dozen, ever. Ra ngoài cho anh học con. Vô đây gì ấy? Vô đây để ăn hả? Cất đồ ăn hả? Để đây mà mất đừng kêu nhá. Cũng phù về. Mất thì em bắt được. Trời đất ơi. Rồi dozen, ever. Rồi xuống bài dưới con ơi. Đọc đáp án. Tàu cô. Mọi người rất tự nhiên quá ha. Nhanh đi. Sắp hết đề rồi nè. Học cho nó yên tĩnh cô.
để nằm cho khỏi xấu hổ gì. 60 nó bỏ cái thằng anh lớp 7 mà suốt ngày nằm ườn như con lợn ý. Rồi nào, thích bắt đầu, bắt đầu một cái gì đó, bắt đầu một sở thích gì đó thì con xài cụm từ gì biết không? Thích gì biết không? Có phải thích gì đi đây, nhìn căng con mắt ra mà nhìn. Thích gì được? Chắc ấp. Đúng rồi. Chị rồi cô ạ. Đúng câu ngăn ngủ một chút. Thằng điên này. Rồi, để mà protect cái skin của bạn nha, trong một để bảo vệ cái skin của bạn khỏi tình trạng mà không tốt thì chúng ta cần sử dụng cái gì? A, eye drop, B, lip balm và C là sun cream. Sun cream là cái gì? Rồi, ở đây đang nói về da thì các bạn xài kem chống nắng. Em xài eye drop chứ cô. Eye drop là cái gì nói coi? Chúc nhiều mắt. Rồi, lip balm là cái gì nói coi? Mình vừa phép bay. Ê, môi. Son dưỡng môi. Son môi. Rồi, dưỡng môi. Son môi. Rồi nào, tiếp theo. At the end of this month, tức là cuối tháng này, học sinh sẽ có một cái sẽ giúp chung tay trong việc mà nấu ăn cho young children. Ở đâu? A, một cái orphanage. B, một cái nursing home. Nursing home. Trẻ em à, trẻ em ở nursing home hả? Anh gọi bắt rồi. Và rural area. Rural area là vùng xa xôi hẻo lánh. Câu A là trại mồ côi. Câu B là viện dưỡng lão. Và câu C là vùng xa xôi hẻo lánh. Sao mà đi ra vùng xa xôi hẻo lánh thì nấu luôn thì nó đi được quá xa đi. Tại sao trẻ con này không ở trại trẻ mồ côi? Rồi, thằng này bị khùng rồi. Trẻ em tới viện dưỡng lão ở, còn những người già thì tới trại trẻ mồ côi ở. Một pháp lý sang chuối. Rồi, câu tiếp theo em sẽ được 10 điểm vì sự sáng tạo của em. Câu số 4. The last performance, cái màn trình diễn lần trước thì là một cái sự hợp tác thành công. Cooperation là sự hợp tác. Successful là thành công. Giữa chấm 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 và musician. Giữa ai và giữa nhạc sĩ? Hả? Màn trình diễn là một sự kết hợp thành công của ai và của musician? Của ai? Câu A là composer, nhà soạn nhạc. Câu B là viewer và câu C là nhà thơ. Khán giả hả? Yeah. Màn trình diễn là một sự kết hợp giữa khán giả và nhà soạn nhạc à? Đúng. Thật không? Musician. A composer. Thật không ta? Thật không? Không hiểu nữa. Làm giáo viên mà. Câu 5. Câu 5 là biết đáp án của anh là cái gì? European là người châu Âu luôn luôn. Tiêu thụ cái gì? Bánh mì gì và trứng chiên cho bữa sáng? Bây giờ bánh mì gì? Câu A, fry là chiên. Câu B là thịt heo quay. Chọn cái nào đấy? C. Còn câu 6 là gì? Participate nó đi với gì đó con này? Hả? Participate tham gia. Nó đi với giới từ gì? On, in, up. On, in. Participate gì? In, nhớ chưa? Nó bằng với take back in luôn. Rồi xong bài tiếp theo đây. Qua để tiếp